Máy cộng này dây nóc không hả À, bằng thép. bác? Thép à? Trắng trắng tự nuôi nóc. Gờ từ cái chứ đâu có biết cái nào đâu hả? Cái nào đó. Cái này phải sắm cái máy gì cho. Chứ này bác mua lâu chưa? Lâu Mấy năm quá à? 4 năm rồi. Dạ. Đợt Mấy trăm bác? Mua 400 mấy. Dạ. Mua ở Long An hay là ở đâu? Mua ở Tân Hồng, Tân Hồng. tiệm Minh Đức Tân Hồng. Dạ. Ngày hôm qua phải không? À. Không,
Quá ướt rồi. Đây luôn.
Ôi không có đi đắt con mẹ chứ. Nhầy 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 nhầy. Sao không? À, ở, sao? Trên, ở trên nó giáo không lành. Vì ủi cho nó ủi xuống đi. Ở dưới này phơi nắng bữa đi. À, có mưa thì có nước vô ủi nước. Được. Có nước thì nó dễ hơn không? Ừ. Ủi mẹ nó nặng nó dễ quẹo quá trời. Vỏ này nó gặp vỏ kia là hết ủi luôn. Vào lên trên kia ủi xuống. Thấy như cũng vậy à. Thank you.